Hôm nay là ngày 4 tháng 4 hả bà? 2018. Chúng tôi gồm Lâm Trần và Nguyên Nguyễn cùng với mẹ rời khỏi San Francisco, một thành phố gắn bó 7 năm, đúng 7 năm 2 ngày. Và đây là ba đang lái xe và đang lái ra sân bay, ngồi phía sau là má. Đây là khu vực Tenaloy, khu vực người Việt không sống khá nhiều ở San Francisco. Và cũng là nơi gia đình Trần Lâm sống một khoảng thời gian. Little Saigon in San Francisco. Bên phải của Lâm đây là City Hall của San Francisco. City Hall đã chuyển thành đèn purple, là màu tím, để chào tạm biệt Trần Lâm bằng cách mở đèn màu tím. Phía trước là chiếc xe UPS, là coworker của Trần Lâm. Ồ, bên hông này cũng là một thằng. I'm gonna reapply UPS again in Pennsylvania, dude. Và trên đoạn đường này là con đường số 10 Street của San Francisco, là chúng ta sẽ đi ngang qua nhà của dì dưỡng ba, những người đã bảo trợ, đã bảo lãnh gia đình Trần Lâm. Và căn nhà đầu tiên. Và căn nhà đầu tiên ở được một tháng đầu tiên đặt chân ở nước Mỹ là căn nhà mang tên, là căn nhà mang số lộn 555, phải không ba? Là ba số 5 đó. 3, 3, 5. Ồ, 3, 3, 5 hả? Ồ, xin lỗi, vậy là 3, 3, 5, đường số 10 là căn nhà này đây. Ngay xe trắng đang đậu, kế bên xe trắng đậu là căn nhà này đây. Tấp vô thăm cái à. Hello. Goodbye. Đó, căn nhà sáng đèn rồi. Chúng tôi cái giờ của bên này hiện tại là 7:53. Và như các bạn đã thấy thì là bầu trời vẫn còn chút ánh sáng, tức là rất là khác biệt so với Việt Nam. Và đang trên đường đi ra sân bay. Hiện tại trên đường này ra tới sân bay là khoảng cách là khoảng 15-20 phút lái xe. Đây là trên mỗi đoạn đường các bạn sẽ thấy là SFO Airport là 13 phút. Vậy là còn khoảng 5-10 phút nữa là sẽ tới sân bay San Francisco Airport. Thì còn 5-10 phút nữa là Lâm sẽ xa ba má, thì hy vọng là ba má ở lại giữ gìn sức khỏe, rồi cứ thế mà làm theo cái kế hoạch. Cái kế hoạch là gì thì là đã nói từ trước rồi. I will do. Nếu nhắm đi luôn thì là tháng 3, tháng 4 đi, cái thời gian của con là đẹp nhất, là con sẽ về cùng lúc ba má. À, cứ thế mà làm hả má ha. Vậy đi, quyết định như đi. Ví dụ đi cuối tháng 2 để cho tháng 3 sắp xếp một tháng luôn á. Đúng. Tháng 4 là mình đi làm. Nên không có gì phải buồn cả. Tại vì đây không phải là một cuộc chia ly cái gì đẫm nước mắt hết trơn, không. Phải nên xác định đây là con đi trước, con set up mọi thứ, con làm mọi thứ để cho ba má qua có cuộc sống tốt hơn. Được mà. I'm very glad to hear that, dude. Alright, man. Alright. I'm very happy to hear that. Okay, thanks. Chúng ta sẽ đi tới departing flight domestic terminal 3 và cổng số 9. Đâu rồi? Yeah, đi theo domestic mà. Tôi không thấy. Departing on the right side. Tự nhiên như mày nói. Terminal 3 nè, United. Right here, Terminal 3, and gate number 9. Number 9. Cổng số 9. 6. Number 6. 7 right here. Exit là số 6, exit là ngồi, exit là chị, sao không?
số 8 rồi, trắng nó dành chỗ của mình. Đây là cổng số 9, cổng chúng tôi sẽ đi xuống. All right, we're gonna leave. We're gonna leave. All right, bye bye, mommy. Bye con. Take care. À, gặp lại năm sau. Ôm bữa nay ôm chứ mà hôm qua không ôm được thành ra. Ok, ba má giữ gìn sức khỏe. Năm sau gặp lại. Ủa chưa lấy đồ mà. Đi luôn. Chúng tôi đang qua kiểm tra an ninh, nơi mà nghiêm ngặt nhất nước Mỹ. Hôm qua đã bị delay một chuyến là do cái chỗ này. Check-in gì tới 30 phút, không thể tin được. Một lần nữa chúng tôi gặp trục trặc. Cái thùng thì bị lố 3 pound thì là tháo ra hết, lấy quần áo ra hết. Thì còn lại đúng 49 pound thì ok vượt qua. Nhưng khi qua kiểm tra an ninh thì Quyên lại bị dướng thêm một lần nữa là do cái vali của Quyên có cái vấn đề về an ninh. Nên nó kiểm rất kỹ, nó tháo ra từng món mà nó kiểm. Cuối cùng chúng tôi cũng đã thoát nạn. Đây là cổng 71 và chúng tôi phải đi bộ lại cổng 65. Chúng tôi phải ngồi chờ ở đây cho đến 10 giờ. Máy bay sẽ cất cánh. Tới giờ bay rồi. Giờ phải đi thôi. Tạm biệt San Francisco, tạm biệt mọi người. Bye bye.